Xin chào các bạn, ở trong cái khóa học PQ101 của tôi là cái khóa học chọn bộ Power Query nền tảng cho công việc báo cáo dữ liệu, thì có một câu hỏi mà mình nghĩ là khá là thú vị để mà chúng ta có thể làm hẳn một cái video để chia sẻ cho các bạn ở đây, là ở trong một bài của chương 9 là chúng ta sẽ sử dụng M-Code để lấy dữ liệu từ web linh hoạt hơn, thì cái video ở trong cái khóa học này thì nó có thể sử dụng cho hầu hết các trường hợp, bởi vì là hầu hết các trang web thì nó đều có cái cơ chế load dữ liệu mới hay là tải dữ liệu mới theo cái cách mà ở trong cái video này miêu tả, thì những cái trang mới thì nó sẽ được đưa lên trên cái địa chỉ của trang web, để khi mà chúng ta copy cái địa chỉ này và chúng ta chia sẻ tới một người khác thì người đó cũng xem được ngay lập tức cái trang web đó, tại cái view đó và tại cái trang của cái bảng cụ thể đó. Nhưng mà có một cái câu hỏi là ví dụ là trong cái địa chỉ URL ở đây thì chúng ta sẽ thử bấm vào xem sao. Khi mà chúng ta thử bấm vào thì đây là một cái địa chỉ trang web có cái bảng về mã giống, tên giống vân vân như thế này, thì bạn ấy sẽ muốn lấy dữ liệu từ cái bảng này. Nếu mà các bạn có nghe thấy tiếng còi xe vân vân các thứ ấy, thì mình xin lỗi, bởi vì là cái video này mình ghi không ở cái thời điểm mà nó yên tĩnh lắm, nhưng mà mình nghĩ rằng là các bạn vẫn có thể nghe được mình rất là rõ và có thể hiểu được cái video này. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ thử một vài điều. Ở đây thì chúng ta sẽ muốn là lấy dữ liệu từ trong cái bảng cụ thể ở đây, và chúng ta khi mà chúng ta kéo xuống phía dưới thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là có 835 bản ghi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử bấm chuột vào những cái trang tiếp theo xem sao, và cùng lúc chúng ta bấm chuột vào những cái trang tiếp theo thì chúng ta sẽ quan sát luôn cái địa chỉ trang web này nó có thay đổi hay không. Ok, chúng ta sẽ bấm vào trang 2 này. Thì các bạn nhìn thấy được rằng là ok, trang 2 đã load rồi, nhưng mà cái địa chỉ trang web này nó vẫn không thay đổi. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có thể đoán được rằng là cái cơ chế để mà cái trang web này nó load dữ liệu và cái bảng này nó sẽ khác. Cái vấn đề ở đây khi mà chúng ta đi từ một cái background, hay là khi mà chúng ta chỉ có kiến thức về Excel hay là một vài cái thứ liên quan đến tiếng văn phòng, thì cái phần web này nó sẽ khá là phức tạp. Thế nên là mình sẽ cố gắng là mình giải thích vừa đủ ở trong cái video này để các bạn có thể hiểu được. Thì đầu tiên là khi mà chúng ta bấm vào những cái trang mới ở đây thì cái trình duyệt của chúng ta nó sẽ gửi một cái thông tin lên tới cái trang web cụ thể ở đây. Sau đó trang web này nó sẽ trả về dữ liệu cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm như thế nào? Thì chúng ta đang ở trong Google Chrome thì chúng ta có thể làm như sau. Chúng ta sẽ bấm chuột phải này, sau đó chúng ta sẽ chọn Inspect. Sau khi mà chúng ta chọn Inspect thì cái phần mới mở ra ở đây nó gọi là Developer Tools, có nghĩa là công cụ của nhà phát triển. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn vào trong cái thẻ Network ở đây. Ok, trong cái thẻ Network này hiện tại thì chúng ta không nhìn thấy cái gì cả. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ thử một việc là chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ đi refresh hay là làm mới, tải lại cái trang web này. Chúng ta sẽ tải lại cái trang web này thì các bạn có thể nhìn thấy đây là một loạt những cái request. Mỗi dòng này là một request tới cái địa chỉ trang web ở địa chỉ này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút clear ở đây để chúng ta có thể bắt đầu thử lại này. Chúng ta sẽ bắt đầu thử lại đây, chúng ta sẽ bấm thử vào số 3. Nhưng mà tay ngón trỏ của các bạn ấy sẽ cần phải để sẵn ở trên cái nút escape trên bàn phím. Khi mà ngay khi mà chúng ta bấm vào số 3 thì chúng ta ngay sau đó thôi thì chúng ta sẽ bấm nút escape để chúng ta sẽ bắt một cái thông tin mà nó hiện ra ở trong cái thẻ network ở đây. Chúng ta sẽ bấm số 3 này, rồi bấm escape. Các bạn có thể nghe thấy cái tiếng cách một cái, đó là cái tiếng escape mà mình đã bấm ở trên bàn phím. Và chúng ta có thể nhìn thấy ở đây có hai cái request mà chúng ta có thể quan tâm đến. Ok, cái request đầu tiên thì nói thật với các bạn là cái request này, bởi vì mình dùng nhiều thì mình đã biết được rằng là cái này là cái add this widget, thì nó không liên quan gì đến cái dữ liệu ở đây cả, mà nó chỉ là một cái widget mà chủ trang web này nó đã thêm vào thôi. Bây giờ thì chúng ta có một cái request ở đây là giống được phép sản xuất kinh doanh. Ok, thì chúng ta sẽ bấm thử vào cái giống được phép sản xuất kinh doanh ở đây thì nó sẽ hiện ra một loạt những cái thông tin mà các bạn có thể nhìn thấy được rằng là đây là cái thông tin mà có thể là chúng ta hoa mắt luôn.
rõ ràng là như vậy rồi. Nhưng mà có cái thông tin mà chúng ta sẽ cần phải lưu trữ lại, đó chính là request URL, có nghĩa là cái địa chỉ mà chúng ta gửi cái thông tin đến. Chúng ta có thể bấm copy này. Sau đó thì chúng ta sẽ còn một cái thứ nữa, đó là ở trong cái phần gọi là phần form data, chúng ta sẽ để ý thấy ở đây là ID là 1 này, HD page là 3 này, và all page là 84. Thì chúng ta có thể nhầm xem là ok, nếu mà chúng ta nhớ lại là ban đầu á, chúng ta nhìn thấy được rằng là ở đây là 11 đến 20, có nghĩa là một trang thì sẽ là 10 cái dòng dữ liệu, mà chúng ta có 84 trang thì sẽ là 840 dòng dữ liệu, mà ở đây nó là 835 bản ghi, thì có nghĩa là chúng ta sẽ có 84 trang tất cả. Ok, điều này là ok, hoàn toàn bình thường. Chúng ta có thể nhầm tính ra được cái lượng dữ liệu của chúng ta nó sẽ như thế nào. Và bây giờ chắc chắn là các bạn sẽ không muốn là ngồi ở trên máy tính dùng chuột và bấm từng cái trang này một. Thế nên là chúng ta sẽ cần phải làm như thế nào để chúng ta có thể lấy được dữ liệu từ cái bảng này. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ quan tâm đến những cái form data ở đây. Chúng ta có thể bấm vào view source. Ok, chúng ta bấm vào view source thì đây là những cái thứ mà chúng ta quan tâm đến. Chúng ta có thể copy toàn bộ những thứ mà chúng ta quan tâm đến ở đây. Có nghĩa là có hai thứ mà chúng ta sẽ quan tâm đến trong trường hợp này. Thứ nhất là cái request URL và thứ hai là cái form data ở đây. Và chúng ta cần một cái công cụ của chúng ta. Có thể các bạn chưa bao giờ nghe đến công cụ này, nhưng mà nếu mà các bạn tiếp xúc nhiều với cả web hay là làm những cái ứng dụng online chẳng hạn, thì các bạn sẽ nghe tới Postman. Ok, Postman thì tiếng Anh là người đưa thư đó, mình nghĩ là như vậy. Bây giờ thì các bạn có thể bấm vào Postman ở trên Google, bấm vào download Postman. Các bạn sẽ download cái Postman này xuống, và sau khi mà các bạn download Postman xong thì đây là khóa của mình. Chúng ta có thể bật cái Postman lên. Ở đây thì mình đang sử dụng Mac OS, nhưng mà đối với cả Windows thì cũng tương tự như vậy thôi. Thì đây là cái giao diện của Postman. Các bạn có thể bấm vào dấu cộng ở đây. Ok, sau khi mà bấm vào dấu cộng như vậy rồi thì chúng ta sẽ trở về trang web của chúng ta. Chúng ta sẽ copy cái request URL ở đây. Copy này. Ok, bấm chuột phải không, chọn copy này. Sau đó trở về với cái Postman, chúng ta sẽ dán vào cái phần nó gọi là enter request URL ở đây. Paste này. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chuyển get thành post. Ok, tại sao lại là post? Bởi vì thứ nhất là đơn giản là chúng ta gửi dữ liệu đi từ ở trong cái giao diện này, URL không thay đổi, các bạn có thể hiểu một cách đơn giản là như vậy. Và cái form data ở đây thì chúng ta sẽ thử copy, chúng ta sẽ thử copy cái form data ở đây. Sau đó chúng ta sẽ trở lại với cái Postman, chúng ta sẽ bấm vào phần body ở đây và chúng ta sẽ chọn raw, và chúng ta sẽ bấm chuột phải và chọn paste ở đây. Sau đó chúng ta sẽ bấm thử send request. Và chúng ta sẽ chờ một chút. Sau khi mà chúng ta send request như vậy xong thì ở phía bên dưới chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là đây là cái kết quả mà chúng ta nhận về được sau khi mà chúng ta đã gửi request lên trên cái địa chỉ ở đây. Thì chúng ta sẽ so sánh một chút với cả cái trang web của chúng ta. Chúng ta có thể so sánh ở đây. Chúng ta có thể so sánh ở đây khoa học công nghệ sản xuất vân vân các thứ này. Đây là cái giống cây trồng của chúng ta. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là các tên cột ở đây là tên giống này, tên giống ở đây này. Sau đó thì chúng ta sẽ có đây là cột tên giống này, và đâu đó thì chúng ta sẽ có cột là mã giống nữa. Ở đây hiện tại thì mình đang chưa nhìn thấy, nhưng mà vùng sản xuất thì mình cũng nhìn thấy rồi. Thế xong sau đó thì ở phía dưới này thì chúng ta có thể nhìn thấy được những cái thông tin khác ở đây, ví dụ như là mộc nhĩ trùng AU1 chẳng hạn. AU chắc là của Australia, nhưng mà cái dữ liệu đó thì khả năng là nó sẽ ở trang số 1. Ok, đây là chính là nấm mộc nhĩ ở đây. Thì chúng ta sẽ quay trở về với cả Postman ở đây. Chúng ta giả sử như là chúng ta sẽ thay cái HD page này chẳng hạn, chúng ta sẽ thay bằng số 5 xem sao. Chúng ta sẽ phải thử đi thử lại một loạt những cái thứ. Ví dụ bây giờ mình nói rằng là cái parameters ở đây là cái all page nó sẽ không liên quan. Cái tên giống cây trồng, địa chỉ giống hoặc là số quyết định nó cũng sẽ không liên quan. Thế nên là chúng ta sẽ rút gọn cái phần này đi bằng cách là chúng ta sẽ xóa bớt phần này đi. Sau khi thử một loạt như vậy rồi thì chúng ta sẽ còn lại chỉ cái HD page này là nó liên quan tới cái vùng dữ liệu này thôi. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà bấm vào raw như thế này được, mà chúng ta sẽ phải sử dụng một cách khác. Chúng ta sẽ phải bấm vào cái kiểu truyền dữ liệu là XWW form URL encoded, và chúng ta sẽ cho vào phần key ở đây là HD page, và value ở đây giả sử như là chúng ta muốn
xem trang số 2 thì chúng ta sẽ để số 2 vào. Sau đó chúng ta sẽ bấm nút send ở đây. Sau khi mà chúng ta bấm sending như vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra lại cái dữ liệu ở đây xem nó có trùng khớp với cả cái trang số 2 ở cái bảng dữ liệu của chúng ta không. Chúng ta sẽ thử xem sao. Chúng ta sẽ bấm vào đây và chúng ta sẽ scroll xuống thật là lâu xuống phía dưới. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây mã giống này. Mã giống ở đây thì chúng ta nhìn thấy là Sufaburi 7 này. Khả năng một giống đến từ Thái Lan. Ok. Thì chúng ta đã nhận thấy được rằng là chúng ta cần mỗi cái parameter HDPage và chúng ta post đến cái địa chỉ ở đây thôi. Chúng ta dùng cái method post. Ok. Và như vậy thôi thì là chúng ta đã có thể nói là phân tích được cái cách mà trang web này nó load dữ liệu rồi. Và bây giờ thì cái việc tiếp theo chúng ta sẽ đi làm là chúng ta sẽ trở về với cả Power Query. Nhưng mà trong trường hợp này thì hiện tại thì chúng ta sẽ nên sử dụng là chúng ta nên sử dụng Power Query ở trong Power BI. Bởi vì là hiện tại trong thời điểm này thì Power BI hay là Power Query trong Power BI nó hỗ trợ cái hàm, một cái hàm mà chúng ta sẽ cần dùng đến ở trong cái trường hợp này. Đầu tiên là chúng ta sẽ mở Power BI Desktop ra, sau đó chúng ta bấm vào thẻ Home. Rồi chúng ta sẽ bấm vào Transform Data chẳng hạn để chúng ta mở Power Query ra. Sau khi mà mở Power Query ra thì chúng ta sẽ chọn một cái gọi là New Query và chúng ta sẽ chọn Blank Query ở đây. Sau khi chọn Blank Query như vậy rồi thì chúng ta sẽ bấm vào Advanced Editor, bởi vì là cái này thì yêu cầu phải Advanced. Ok. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cái URL mà chúng ta cần load dữ liệu này. Cái URL mà chúng ta cần load dữ liệu ở đây thì chúng ta sẽ copy từ cái địa chỉ trang web này thôi. Sau đó chúng ta sẽ cho vào phần URL ở đây. Rồi, sau khi mà có URL rồi thì chúng ta sẽ có một cái gọi là body. Đặt tên là body thôi. Chúng ta sẽ có là HDPage là cái parameter mà chúng ta sẽ gửi lên. Cái parameter của chúng ta sẽ gửi lên, ví dụ chúng ta sẽ gửi lên trang 5 chẳng hạn. Chúng ta để tạm thời như vậy. Chúng ta tạm thời hardcode cái số 5 vào đây để chúng ta test cái function mà chúng ta viết đã. Ở đây có một cái điểm lưu ý nữa là khi mà chúng ta post dữ liệu lên thì chúng ta sẽ cần phải có một cái thông tin nữa là headers. Chúng ta sẽ có cái headers ở đây. Và cái headers duy nhất mà chúng ta cần ở đây là cái phần content type ở đây. Thì chúng ta sẽ đến cái phần headers ở đây và chúng ta sẽ copy cái application gì đó ở đây. Copy này. Sau đó chúng ta sẽ trở về với cả Power BI của chúng ta. Và ở đây thì chúng ta sẽ ghi vào đây là header này. Sau đó là dấu bằng. Tiếp theo là chúng ta sẽ mở ngoặc vuông ra, bấm enter xuống dòng. Chúng ta sẽ có một cái record ở đây là content trừ type. Sau đó chúng ta sẽ gõ dấu bằng. Và tiếp theo chúng ta sẽ mở ngoặc kép ra. Và chúng ta sẽ dán cái thứ mà chúng ta vừa mới copy vào. Xong. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện một cái request như sau. Chúng ta sẽ thực hiện là HTML response thì sẽ bằng gì? Chúng ta sẽ sử dụng là web.contents và cái tham số thứ nhất của chúng ta sẽ là cái URL. Ok. Ở trên mình viết sai, không phải ULR mà là URL. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cần phải cho cái gì vào? Chúng ta sẽ mở ngoặc vuông ra. Chúng ta sẽ có một cái options và ở dạng dữ liệu là record. Thế nên là chúng ta sẽ phải cho cái ngoặc vuông này vào. Và ở đây thì chúng ta sẽ ghi vào là chữ H viết hoa, headers thì sẽ bằng header. Và phần content, chữ C viết hoa thì sẽ bằng text chấm to binary. Và chúng ta sẽ mở ngoặc đơn ra. Và chúng ta sẽ cho phần body của chúng ta vào đây. Cho phần body vào đây. Sau khi mà cho body xong á, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ thử cái kết quả của cái việc lập trình query ở đây. Ok, mình sẽ phóng to lên một chút để các bạn có thể nhìn thấy và chép lại. Ok, thế này chắc là đã đủ rồi. Ok, các bạn có thể tạm dừng cái video này là để chép lại cái đoạn code ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ bấm nút Done. Và chúng ta sẽ có một cái kết quả rất là ngạc nhiên ở đây. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là cái dữ liệu của chúng ta có được. Và chúng ta có thể click lên cái dữ liệu này thì các bạn sẽ nhìn thấy được rằng là chúng ta sẽ có chúng ta không có gì cả, bởi vì là Power Query hiện tại nó không xử lý được cái dữ liệu này. Thế nên chúng ta sẽ bấm lại vào Advanced Editor và chúng ta sẽ cần phải xóa những cái thứ gì mà Power Query nó vừa mới thêm vào của chúng ta đi. Chúng ta sẽ xóa cái HTML table này đi. Chúng ta sẽ xóa cái HTML table này đi.
và chúng ta sẽ trở về với cả cái trạng thái ban đầu của chúng ta như thế này. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ thử như sau. Bởi vì là cái dữ liệu mà chúng ta lấy về được ở đây ấy, ok, chúng ta bị bay mất cái phần header ở đây, thế nên chúng ta sẽ bổ sung lại cái phần headers. Hình như là có chữ S bằng header. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải làm cái gì? Chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ sử dụng một cái câu lệnh ở đây là text.from. Chúng ta sẽ thử text.from trước. Ok, chúng ta sẽ thử text.from trước và chúng ta sẽ bấm done. Ok, we cannot convert a value of type record to text type. Thế nên là chúng ta sẽ sửa lại. Chúng ta sẽ sửa lại. Bởi vì là ở đây cái web content của chúng ta nó đã bị bay mất rồi. Ok, web.contents URL. Rồi, chúng ta sẽ đóng ngoặc ở đây lại. Và chúng ta sẽ lại thử lại. Và các bạn có thể nhìn thấy được rằng là chúng ta có cái dữ liệu ở đây. Không biết nó là kiểu dữ liệu gì, nhưng mà đây là dữ liệu binary. Và khi mà các bạn gặp phải cái dữ liệu như thế này thì các bạn có thể bấm trở lại vào Advanced Editor. Sau đó thì chúng ta sẽ không sử dụng text.from nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng là text.from binary như thế này. Ok, chúng ta sẽ bấm Done. Và như vậy thì các bạn có thể nhìn thấy đây là cái phần HTML của chúng ta. Đây là cái phần HTML mà chúng ta cần. Ok, mà bây giờ để mà đọc được cái HTML này thì cái lý do mà mình sử dụng Power BI ở trong cái phần này đó chính là ở trong Power BI, Power Query thì nó mới có cái hàm cập nhật là HTML.table. Thì khi mà chúng ta có cái hàm HTML.table như vậy thì chúng ta mới có thể đọc được cái đoạn HTML ở đây một cách dễ dàng. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ tiếp tục new blank query đi. Chúng ta sẽ tạo ra một cái blank query. Và chúng ta sẽ làm cái gì ở đây? Ok, tạm thời thì mình không làm blank query mà chúng ta sẽ bấm vào new source và chúng ta sẽ chọn là from web đi. Và chúng ta sẽ chọn from web ở đây để làm gì? Chúng ta sẽ biết ngay lập tức thôi. Chúng ta sẽ copy cái URL của trong web này vào và chúng ta sẽ cho vào cái from web của chúng ta ở đây. Và chúng ta sẽ bấm nút OK để chúng ta có thể tận dụng được cái cách mà Power Query ở trong Power BI nó đọc được ra cái bảng đó. Bởi vì là chúng ta sẽ không thể nào mà viết bằng tay ra cái bảng đó được. Chúng ta sẽ thử ngay lập tức là cái suggested table ở đây đúng như cái table mà chúng ta cần luôn. Thế nên là chúng ta sẽ tích chọn ở đây và chúng ta sẽ bấm nút OK. Sau khi mà bấm nút OK như vậy rồi thì chúng ta sẽ bấm vào Advanced Editor của cái table 5 ở đây. Sau đó là chúng ta sẽ copy cái đoạn nào? Chúng ta chỉ copy cái đoạn HTML.table ở đây thôi và hết cái phần source ở đây. Sau đó chúng ta sẽ quay trở về với cả query 1 của chúng ta. Bấm vào Advanced Editor ở đây. Và sau cái phần HTML REST thì chúng ta sẽ dán cái HTML table của chúng ta vào đây và chúng ta sẽ thay source này bằng HTML REST. Sau đó thì chúng ta sẽ gõ ở đây rằng là my HTML chẳng hạn. Ok, chúng ta sẽ trả về cái my HTML này ở sau phần in và chúng ta sẽ xóa cái dấu phẩy ở đây đi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thử bấm nút done. Khi mà chúng ta bấm nút done như vậy rồi thì các bạn có thể nhìn thấy đây là dữ liệu của chúng ta. Và chúng ta sẽ vào lại Advanced Editor một lần nữa và chúng ta sẽ thử thay cái số 5 ở đây thành số 1 chẳng hạn. Sau đó chúng ta bấm Done một lần nữa thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là dữ liệu nó được gọi về rất là đúng rồi. Ok, vui quá. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cả cái query 2 và chúng ta sẽ viết cái nội dung query 2 ở đây là bằng mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn. Sau đó chúng ta sẽ viết là 1.84 để chúng ta có thể tạo được ra một cái list số từ 1 cho tới 84 và chúng ta sẽ chọn là toTable. Sau đó là chúng ta sẽ bấm OK và chúng ta sẽ đổi tên ở đây thành page 5 chẳng hạn. Và cái query 1 ở đây thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Chúng ta sẽ bấm vào Advanced Editor, chúng ta sẽ biến cái query này thành một cái function và chúng ta sẽ viết là page as number và chúng ta sẽ có cái dấu biểu thị function ở đây. Và cái phần page ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện nối với cả cái parameter trong body. Chúng ta sẽ nối bằng cách là chúng ta sẽ chọn number.toText và chúng ta sẽ mở cái page này ra. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bấm nút Done. Rồi, chúng ta sẽ thử một vài cái ví dụ ở đây.
chúng ta sẽ đổi tên cái query này đi, rename thành get data from my web, ok. Và chúng ta sẽ cho vào đây là số 4 đi chẳng hạn, bấm invoke, ok, Hương Yêu 98. Chúng ta sẽ quay trở về với cả cái cục trồng trọt của chúng ta. Chúng ta sẽ bấm số 4 ở đây. Thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là ở đây chúng ta có Hương Yêu 98. Như vậy thì là cái function của chúng ta nó đã khá là thành công rồi. Bây giờ thì chúng ta có thể xóa toàn bộ những query ở phía bên dưới này đi. À, query 2 chúng ta sẽ đổi tên thành page 5. Và chúng ta sẽ xóa hai cái query phía bên dưới này đi. Delete. Sau đó là chúng ta sẽ bấm vào page 5 này, chọn add column này, chọn invoke custom function, chọn function query get data from my web và page 5 ở đây, rồi chúng ta sẽ bấm nút ok. Ok, như vậy xong thì chúng ta có thể bấm mở rộng ra và các bạn có thể nhìn thấy đây là toàn bộ dữ liệu của chúng ta đã lấy về được từ 84 trang. Như vậy thôi, thì mình hy vọng là cái video này đã có thể giải thích được cái thắc mắc của bạn tên là DC ở đây. Và hy vọng là các bạn có thời gian, các bạn có thể xem cái khóa học này có phù hợp với nhu cầu của các bạn hay không, và các bạn có thể đăng ký học. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.